À, xin chào các bạn, hôm nay mình giao lưu với các bạn một số cây hoa giấy. Cây mã số 1 là một cây gốc giấy Mỹ được ghép lá cẩm thạch bông màu tím. Bông màu tím này, cây này là ghép rất là lâu, gạch bo đóng rất là già. Bông gốc giấy Mỹ được ghép cẩm thạch bông màu tím. Quỳnh đó là 21, quỳnh cốt tên này là 11, cao nó là 85. Cây mã số 1 mình giao lưu với các bạn là 800k, mình bao ship toàn quốc. Cây này nó có bộ rễ rất là đẹp, rễ dữ lắm. Tiếp theo là cây mã số 2 là một gốc giấy Mỹ được ghép mộc giấy Thái 4 màu. Thứ nhất là màu đỏ, thứ hai là màu vàng, thứ ba là màu tím, thứ tư là màu cam. Vàng, đỏ, tím, cam. Cây mã số 2 giao lưu của các bạn là 450k và bao ship toàn quốc. Cây mã số 3 là một gốc giấy Mỹ được ghép lá cẩm thạch bông màu tím. Hoành nó là 14, chiều cao nó là 55. Cây mã số 3 ghép lá cẩm thạch bông màu tím. Cây này mình giao lưu với các bạn là 700k, mình bao ship toàn quốc. Cây này có bộ rễ rất là đẹp. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 là một cũng là một gốc giấy Mỹ được ghép lá cẩm thạch bông màu hồng. Đang cho qua. Hoành nó là 9, chiều cao nó là 46. Cái này nó có một cái bộ rễ quanh quái nha. Cây mã số 4 tôi lưu các bạn là 450k, mình bao ship toàn quốc. Cây mã số 5 là một gốc giấy Mỹ được ghép lá cẩm thạch bông màu tím và đang tím đang cho hoa. Nó có cái bộ rễ hơi cong ha, giống như cài. Cây mã số 5 giao lưu các bạn là 450k, mình bao ship toàn quốc. Tiếp theo là một cây bông giấy mã số 6, là một cây bông giấy gốc giấy Mỹ được ghép bông giấy Thái 3 màu, màu đỏ, màu hồng, màu cam. Đỏ, hồng, cam. Cái này là hoành là 12, chiều cao nó là 80. Cái mã số 6 tôi luôn các bạn là 650k, bao ship toàn quốc. Mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn nào muốn giao lưu với mình thì ghi mã số cây, số điện thoại để phía dưới bình luận, hoặc các bạn liên hệ trực tiếp với mình qua số điện thoại mình để phía dưới video. Mình xin mến chào các bạn.